chắc là nó đơ luôn. À. Đấy, Hy để sinh full màn hình mà tap ra phát tự nhiên nó thành cửa sổ. để phun Thế em đang để cửa sổ chơi đây. Mà cửa sổ lại còn bé tí cơ. Khổ, cứ mỗi lần vào là lại phải chỉnh làm gì. Để phun lên Đấy. cho nó to rõ. Ừ, tức là vào phát thì thôi cứ để phun, không có táp tiếp thì một động tác gì là Em nó phải phát lại hiện ứng dụng chạy ngầm ra đây này để xem. option này, Ui visual dồi ôi, vừa vào cái nó ăn đến 70% CPU. đây, full screen này lại phải vừa vào lại. Cẳng lắm. Con game này Nào. mọi người cứ đảm bảo là em chơi được ở cái chế độ Black Friday gì nhá. Cái chế độ khó nhất. Đương nhiên là không, tôi nó không có easy chứ không tôi chọn rồi. Ok, con game này có chế độ gì? Con Normal là game y này là nhất, nó có chế độ hot gì? với cả cái chế độ Black Friday thứ sáu đen đấy anh ạ. Ủa, sao con game Normal nó biết này hôm nay Noel mà nó lại có cái trang trí Noel đấy vậy? đâu, nó trang trí tư bản hồi xưa rồi anh ạ. Thế à? Nếu mà anh muốn chơi kiểu dạng hài hài thì anh phải chơi Super Ultra Dead Rising 4 Mini Là cái gì? Gold. Là Kiểu đánh đánh gôn gôn à? mà đánh gôn nó cũng à, cái nhà khá là Super Ultra thế con này phải Dead giảm mà con này bắt buộc phải giảm tiếng nền đi à, Ủ đảm rồi bảo chiếc tiếng nền khá to. vừa vào phát lên trò xuống gần như mức cuối này. Giật kiểu mình. Tiếng to phết. Còn nếu mà mọi người muốn mấy cái vụ jump scare thì chơi Frank Rising. Sao Frank if Rising. Đâu đấy chế độ đó. nào hay hài hài thì chơi. Em vẫn chưa chơi thử cái chế độ Ultra Món Mini gì Gold. đây à? Chị mới đang chơi chế độ cốt truyện thôi, mới chơi Em thử. chơi chế độ cốt truyện rồi. Đây. Cốt truyện này đập gió như ngoé. Đấy. Đồng phết đấy. Ui giời, tát tát ra là thế nào cũng bị này. Tự nhiên hơi Sợ sợ. sợ Tự lắm. nhiên hơi sợ. Chọn option, chọn character. Rồi, tôi Ui rồi, cùng xem nào. ok. Nào dùng hình. Select character. Jessica Matsuda. Ủa con này có Ủa tiếng ở con này trong có game tiếng à? ở trong game à? Ờ Con này ơ. có voi Ủa mà con này anh. có voi mà anh. À, thế à? Thế tắt Thế voi trong tắt game đi voi cho trong game đỡ bị cho ồn, bị ồn. đỡ. Option này. Online này. Online này. Cái Ơ, voi cái đâu? voi đâu nhỉ? Nó bị Audio đấy. sao bị vọng Sao tiếng bị đấy? vọng tiếng đấy? Thế em đang không biết Thế em đang không biết cắt ở cái đâu nó đây. tắt ở đâu đây? Ừ. Game, Online. Audio không có Audio nhỉ? không có nhỉ? Gameplay không có. Ôi con này Ôi nhiều chế con độ này nhiều chỉnh thế chế độ này chỉnh em, thế thế này em. à đây 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 mọi người à đây đây mọi đây mọi người mọi người đâu đâu mọi đâu đâu hình như là anh có thể vào, tức là đại khái là anh là hot ấy, thì anh anh vào thấy có anh có một cái anh thấy chữ có mút một cái thì chữ anh mút cứ mút thì anh cứ mút hết hết những người ở người trong đấy ra, ra. Mút ở đâu? mút À ở mút ở trong tức là những anh người bấm vào ở con trong người, đấy anh bấm vào con nhân vật thì thì nó nó sẽ sẽ hiện hiện ra ra chữ chữ M M để để mút, mút đúng rồi, thì bấm anh vào sẽ để mút dạng hết những người khác ấy, thì anh sẽ mút hết thì hai anh sẽ người mút còn hết lại, hai người xong còn bắt đầu lại là đây nói đây chuyện trên Discord rồi à. đó. Ok được rồi, À, ok được rồi, đây đang chờ Phương Phương này, đang chờ Phương Phương này, đang chọn nhân vật, Phương đang chọn nhân vật, chị chọn đi, chị chọn đi. Welcome to Welcome to episode 1, episode 1, welcome to welcome to Holiday Holiday Hell. Sao vẫn nghe tiếng ngành của cáo nhỉ? ngành chưa phải tắt chị phải tắt chị phải cái mút chị cái phải mút ở trong cái ở cái trong mút dưới đi, à đây chị rồi, mút mút chị mút rồi chị bấm vào trong rồi nó sẽ có chữ mút xong rồi, đó, ổn rồi ạ. Rồi ok được rồi. ok đây là phải mút người khác chứ không phải mút mình Mọi người nhớ chọn skill đi nha. hả? À. Ừ đấy. À mà làm gì đã có Skill skill, đâu? làm À đây chưa có skill skill mà power, chưa là có làm gì skill có power. gì. Toàn không trên bao nhiêu này, xuất tinh Nó có bảng xếp hạng này. leader, cái Find này là gì? two option Úi option 1. Cứ normal mà tưởng Thêm mấy thanh niên người kia hẹn hò Hizo về thôi à. quê. Việt Anh thì Đi ra đi chụp. trực Mon chưa đấy đã, Mon kêu là ăn sinh nhật buổi tối cơ mà. Chắc là lại tớn lên. Rồi xin chào ôi, Super Big. buồn quá mà. Review thử cho mọi người con này xem là như nào. Để trên web lâu rồi hôm nay mới có dịp chơi. Chị lại chơi con đầu chọc mới sợ. Đáng lẽ Ôi là cái con nửa chà. tóc của em đấy, nhưng mà em lấy mất rồi. Cái này
nó bị stream lên hơi bị lỗi ở độ phân giải tí. Đó, thế mà là vấn đề. Mọi người mà xem lỗi với hình một chút thì cũng không sao nhá. Thông cảm con game này hơi dị. Vội quá. Nay bận làm cái bản mock Among Us cho mọi người chiều chơi sát giờ. Ready ở đâu nhỉ? Ở không thì có Được chưa? xong Ok chứ rồi. nhỉ? Đúng rồi. Ok. Tắt kìa. Game starting bà. Mình cầm cái gì kia? Mìn. Chị đang cầm một quả bóng chày. Dùng bóng ném được ấy bạn. Anh Hà là dùng cái rìu, em lại cầm nguyên khẩu shotgun. Mình không để ý sao nhân vật của mình nó lại cúi này. Lại còn Em đầu chọc chảy nữa, nhìn trông hơi nát. trông là ung thư giai đoạn cuối rồi, còn cầm cái Ôi, gì, không để ý gì cả. mới ngủ Thật dậy chưa đã làm từng ăn cái gì khổ. đâu mà rồi đẹp Trời vào đây. ơi, vũ khí thì cùi, ngoại hình thì đã lởm rồi, rẻ chứ khổ tôi này. À, holiday ấy vào nào kiểu đúng ú ăn vừa ăn Giáng sinh xong cái zombie tràn ra. giật Úi trời giật ơi, mà defend sao mà them zombie lại còn from zombie lại còn mặc đồ trông này còn đội mũ miết thế kia. mình phải thủ hai phía của cái khu này hai Reward là nghìn 500 à 250 đô hay cái gì đó và 250 500 à 250 vàng thôi biết gì đó. ui Gờ tụi em Ui, cầm cái quả búa thôi. thò. Ôi giời ơi, của tôi ném Ui, mìn à. Chết gì mà căng đấy. rồi. Bây giờ phải làm gì Trận đây? chiến tay không À, mà. bây giờ là mình có 45 giây để chuẩn bị. Ok. Bọn mình hết đồ đi, cầm đàn mà đập đập với cái đàn vào. Thôi, cầm cái búa này là ngon nhất rồi. Tất nhiên là bố đấy, tôi cầm một cái băng đĩa đi này. Đâu 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 đấy thì ở trên đâu bàn mình vỡ đại rồi băng đĩa đâu cassette này này đâu vẫn đây đi thế mọi của người điền không nhanh lên bà Phương cầm cái phích ấy cũng được ấy thôi cái cần cái đấy đấy chai đập vỡ cây đàn tôi thì ra tôi lại đấy lại thì có cái cây đàn như tôi vậy electric nghe khổ tội đâu lắm. lối ra ở đâu vậy đến tận ui phải đã khoảng mấy nghe tiếng nữa thì hò rồi mới lối ra kìa à ai ạ thế thế là chế độ này không phải là story đúng không cốt truyện đúng không đây kiểu dạng chế độ cho vui kiểu chơi ờ mình ấy, kiểu đấy quá nhỉ, tôi vừa chọn story F1 xong. Coming, Zombie get are ready kìa. you Đây cửa này à? Get out of the safe house, ok. À, ở đây thôi. coming? Bên nào? Đấy, có cái búa đi rồi, khổ. Đấy. Mọi người tôi phải nhặt dưới đất đây này. Thôi, quay lại. Thôi đấy, đi, 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 sao, sao, đi, sao, đi, 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 cửa này xem. Trời ơi. Rồi. Đập đó mọi người, đập đó. Anh hùng cái nỗi Đang niềm gì? Zip Zombie Búa này to tới đây. Này chị Búa to Búa đấy Búa nặng to tới lắm. Cứ dùng búa này đây. thôi. Búa to Búa đây. Em đã xong một lớp rồi. 100 Búa đây. Úi dồi ôi. Búa đây. Chọc Búa chỉ có ôi giời đàn. Vàng tôi phải mang cassette ra đánh này này. Đúng kiểu đập vơi cây đàn. này Ui. thì này thì Nào. mặc zombie mà Nào. cũng mặc đẹp ạ Ôi vãi cậu vào nhá đừng để này nó hít nó bảo là giữ em quy ra ngoài sợ thật hâu quy tu giữ quy để là đánh nào mạnh à hít đánh mạnh à ui chết rồi ơi bà ôi cứu 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 sao kêu tho bố tho nó dùng tho cái giới hạn tho tho này thì tho khổ trời ơi nó dùng cái giới hạn thôi khổ mình kia kia có đang phải cứu giữa đàn gì này không biết đâu rồi đâu rồi mình đấy nằm mà vẫn đang nằm à hay là gì đâu rồi đi rồi còn nằm gì à nữa nằm tí rồi khỏi cứu ai đi có dưa chuột với cả cái gì để ăn này để lên dưa máu chuột rồi ơi dưa chuột bắp cải sữa này này à hay chơi chơi là từng 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 ăn cần từng con một thôi ngay cạnh rồi ôi bình gà
bà cầm bình. Ôi, chạy. Còn lại. Rồi, hiểu rồi. Tôi xong rồi. Ngay cạnh sát Hà là một đống đồ ăn mà không uống. Đấy rồi. Đâu, bà Phương đâu rồi? Đấy, ngay xác ông vừa chết thế này có một đống. Chết đi, tôi hồi sinh lại rồi. À ừ, xin lúc nãy chết lần đầu chồng kìa. Tức là ở gần nhau để đập cho nó đỡ bị hội đồng bọn này. Anh ạ. Bọn này. Semi-web 100% bọn này. Em lại phải vào lại đây. Nào. Bà quét. Đây này, tại vì nhìn tôi lái xe tôi quét vào nó đây này. Ôi. Đây này, máy cắt cỏ. Mừng Giáng sinh. Tránh ra. Ấy ạ. Ui giời ơi, đấm tay. Ai à? Đấm cũng mạnh đấy. Chết mày đi. Có đá không ta? Có đá không ta? Phải diệt sạch chỗ này đúng không? Cái gì đấy? Không biết, máy cắt cỏ. Ai? Đấy, cắt đi. Ơ, cá bị đít connect rồi kìa. Sao bị đít vậy em? Em, máy em 100% CPU đứng hình, thế là... Giảm đó. Em giảm cái họa xuống đấy, cái mức lên. Ủa, mà con này ăn kiểu gì mà Phương nhỉ? Hả? Ép. À? Ui, cứ từ nãy giờ cứ cầm... Chưa kịp ăn. Nào. Xuống cái xe này là kiểu gì đây không biết. Bà quét đi, co xe bà quét đi. Ấy dạ. Con này ăn CPU kinh thế. Nó có báo là còn bao nhiêu người không? Úi sao lại không ăn? Cầm trên tay làm gì? Ê xong ép nha. Rồi quay về nhà lấy... Đấy. Thôi đi. Quay về xếp hào lấy thêm một thanh gỗ. Thảo. Máu mình ở 500 cứ thấy để thì... Ý thấy ít là ăn. Ăn cái quả này là được lên máu rồi. Đấy xong rồi. Vui phết nhở. Nó trang bị sẵn cho mình từ ra vậy. À quên, cầm cái ấm vào đây. đấy. Đi. Chết ngay. Anh phải cầm cái đàn này xong anh đập bọn nó xong anh vừa. Tao. Ô sao là cái phích không tác dụng à? Ây da, phích không tác dụng à? À, rồi tôi nhìn thấy có kiếm. Đâu kiếm đâu? Không nói. Đây okay. Đây nè, kiếm ở đây này, trong này có mấy kiếm này, cả đạn nữa này ha ơi. Đâu. Đây, ngay giữa, okay, ngay giữa. Cái này không giao giữa chừng được này, cái này không giao giữa chừng được, sợ thật. Đây, còn một thanh kiếm bà, này. Đâu rồi? Đây, ra ngoài đi. À đây. Ngay sảnh giữa tìm này. Tìm trong này. Đâu nè. Lại còn có sảnh giữa à? Nó có nhiều sảnh lắm. Đấy, vào trong đây lấy kiếm. Đấy. Ôi, đấy. Nhìn thấy chưa? To như thế kiếm này. Kiếm nặng lắm. Ồ, không được, không ăn lóc được. Hình như là chưa đủ tinh. Chứ đồ kinh. Nó cái súng cũng không lấy được. Phao cối chứ được à? Ồ cũng chưa ăn lóc được. Canopic. À hình như là mình phải kiếm được cái bộ đồ gì đó mặc vào thì mới dùng được cái đấy. Thế ở trên giường có cái của cái thằng người sói này. Sao không lấy? Ít nhất đâu. Có bộ người sói à? Không phải bộ mà là cái cao của con sói đây này, úp này này. Vega này. Có cái kiếm ngắn à? Vega. Đây, cái kiểu cái... À, ok. Đó. Đây rồi. Bọn này cao thì kinh luôn. Ô, đã hết rồi à? Nhưng mà làm gì tiếp bây giờ? Nó không đây nói. Đây, vẫn còn. À, đây 76, phải xiết cái gì, bao nhiêu mét này. Ô, ở trên này còn nữa này. Đâu? Đây, thì cứ đi theo nó đây, bảo là 76 mét cái gì. Chắc là điểm này là điểm cuối của mình. Này, biết kiếm của chị chưa? Đừng tưởng ai thì những cái vũ khí khủng nó thường găm tầm quá tầm đầu của mình. Ui giời, nhìn ông Hà ông ấy cào kìa. Cào. À, em nhớ mắt này. Mình phải đi ai? Xong cái khu. Ui giời ơi, tôi chém đôi à. Là mình sẽ đến được cái cốt truyện cuối cùng là đây mình vừa tỉnh lại. Ui sao zombie đấy nó trâu vậy? Chém chục phát. Ui hết. Có cái gì đây? Bắt lấy cái gì? Máy tính gì đây? Ui giời có cả mang cả bàn phím livestream ra để đánh thế này. Khổ tôi không. Có máu này. Game thủ. Đây này. Có máu đây này. Ôi chết. À không, 400 mấy máu cơ, không lo.
có máu ở giữa này nhá. Ui dồi ôi, mang cả nhiều. Cả cái gì, cái này là quầy thu ngân, có cái máy tính tiền mang ra đánh thì khổ tôi. Cầm cái gì? Zombie đến nhà. Uống tí cà phê. Rồi. Mà nó cái này có phải có nhiệm vụ gì đó không ở đây ở giữa này nó có cái gì đó? Anh phải đi đến, anh thấy có ở bên dưới góc phải nó có Soichi xong Clear Out The McQueen Photo Studio không? Anh đến đây cần nhất do biểu chỗ đấy thì anh phải cái điện tiếp theo. Ô, dìu! Chết mày đi! Ô, tớ có dìu trong này nhá. Ô, nhiều đồ lắm. Ở này được cái nó cung cấp mà vũ khí cho mình nhiều. Chứ chị thể thận dòng đi đông như cả quân miên thế này. Nó không đưa vũ khí mà đập tay đôi. Ôi Hà lấy vũ khí trong, nhiều lắm. E này. Trong này cũng fire arm. Ô, có tên lửa này. Bắn nó đi. Mấy con tuần lọc hay để làm gì đấy. Thắc, thắc này. Gà đông đông rồi, bắn cho quả phát tên lửa. Ui cái tên lửa mà. Có cái fire arm kìa, anh bật cái fire arm lên. Hả? Nó ở trên núi trên đường nó có cái nút fire arm, tức là chuông báo động lửa ấy. À. Chị nhấn rồi, chị nhấn rồi. Anh dùng cái chuột giữa cái phím quay ấy để nó ấn để perform một cái combo khi mà anh bấm nhiều. À ok. Ở đây của mình nó đang cứ báo ở chỗ này có một cái gì đấy mười mấy mét. Collect cho reward này. Đấy. Anh có thể bấm chuột để mà nó quẩy thêm combo. Nó bỏ đi vào đây Phương ơi. Cái gì vào đây để làm gì đấy? Collect cho reward này. Phần thưởng. 2 mét này, ở đây có gì vậy? Có 16 mét. Hay là phải thịt hết bọn này. À đây à, đây cái máy này này. Cái thùng này này. Complete a mission. Xong rồi. Ôi, nó cho katana này. Úi giời, tha hồ nhá. Úi giời, dìu gai. Sao hại dùng tay không đấy kia. Đấy rồi. Dưới đất một đống vũ khí kìa. Dìu gai. Ồ. Katana đây rồi. Complete. Xem có cái gì không. Nó bảo là cái gì? Ôi cái này là cái gì? Ôi từ. Ôi cái này là cái gì đấy? Bình xịt à? Bình xịt. Còn cái gì có thể dùng được không? Vãi. Bình xịt. Bình hồi máu rồi anh. Ồ. Ok. Đâu, bình hồi máu đâu? Không, cái này nó cầm ấy. À đấy á. Vâng, anh xin được chị Phương ấy. Chả biết nó vừa bắt mình chụp ảnh thì sẽ được đi rank của cái gì đấy. Chụp ảnh là nó sẽ được nó sẽ đánh giá mức độ chụp ảnh. Đúng rồi. Chị chụp càng nhiều mặt con zombie thì chị càng được mấy cái phần thưởng. Hà bấm V lên chụp ảnh bãi chiến trường này như là nó unlock cái gì ấy. Nó unlock mấy cái vũ khí với cả mấy cái được tiền này. Đẹp ấy. À. Anh ấn R selfie. Selfie. Rồi, hồi máu. Đây, được tiền này. Rồi anh ạ. Ở đây có cái gì? Từ. Bruntary. Chụp ảnh nó ghi Bruntary. Ok. Nó cần chụp mấy con zombie không? Anh có chụp mấy chụp đúng cảnh vào Phương đang thịt nó được 625 đô. Đấy ok, bà thịt đấy. Đấy, stream mà đấy. Đẹp. Đúng nghề của ông rồi đấy. Trông kìa nhìn khó chịu không? Kìa nó thịt tôi kìa đấy. Đang đến đoạn. Đấy, đến rồi, đoạn. Chém đi, đây. Đang đến đoạn sinh tồn như này. Còn mãi. Ui, 512. Hay thế. Ông kiếm tiền trên công sức của tôi à? Đấy. Khác gì kiếm tiền cho công sức của mình đâu. Đấy. Không. Ui, gần 600 liền. Ui. Lấy vũ khí xem còn cái gì. Ôi cái gì đây? Cái con gì đây ba? Chạy rồi. Con gì đây? Ông già Noel. Ui. Ở đây nó lại báo tiếp là chạy về cái nhà an toàn đi anh nhìn không
xuống đi, nó xuống có thời đi. Gian, nó có thời gian gì anh? Chạy đi anh. Về 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 về. Thấy năm mấy mét kìa. Bỏ cửa chạy đến đi. Xếp hào, xếp hào. Quay về, xếp hào. Em muốn anh bị bao vây, anh dùng nút control để mà lội. Ấn ship chạy nhanh nào. Ô, cửa này không mở được à? Ờ, ở đâu ấy nhỉ? Sao vậy? Tôi xong. Xếp hào thì... Phải đợi chị Phương nữa, phải đợi chị Phương nữa anh. Ồ, cả hai à? Đâu Phương đâu, Phương đâu? Ờ, tớ chạy, tớ chạy về xếp hào nhưng không phải à? Không phải đây 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 mà, đây mà cái cửa này mà. Trên trên. Lại lên trên à? Ừ. Và hai người ở đâu? Ở dưới à? Không, xếp hào khác rồi. Không được rồi, phải hình như là phải có thêm người nó mới unlock được sao á. Đây. Nó báo là đi vào đường này. Tính ra. Không phải đi vào, mà là đến đây nó sẽ có một con zombie nó vồ anh và lúc đó anh sẽ tỉnh lại trong một căn nhà anh và anh đang mơ. Sau đó thì một đứa nó gọi điện cho anh đến để đi xong xem trộm ảnh ở cái công ty ở một cái chỗ nghiên cứu zombie. Lúc đấy mới là bắt đầu nó đổi nó không? Đổi chỗ xếp house rồi, lúc nãy là xếp house khác mà. Đấy. Đấy. Để xem có chuyện nào mà chị. Fire the xếp house. À lại kiếm nữa. Ờ, bà thế có đi không? Ơ, đang ở đây vào rồi, thấy xong nhiệm vụ rồi. Ở dưới, chạy xuống dưới. Ui. Nè lên đây, còn có 5 lắm. Ôi trời, anh Hà nằm rồi. Bị nó thịt rồi, còn đâu nữa. Nhiệm vụ khác nhau à? Nhiệm vụ khác nhau á? Nhiệm vụ gì? Chỗ tôi nói, anh cứ chỉ vào đi vào cái chỗ bên trên thôi. Nó đi dưới. Nó ở dưới á? Nó ở dưới, tầng dưới. Ở đây một survival đấy, bây giờ bắt đầu mới đến. Trời, mình được huy hiệu. Trời ơi. Mình là dương 3.800, ông à còn âm 768. Âm 7.000 à. Ôi giời ơi. Ôi giời ba sao cả. Tôi ăn lắp được. Ôi giời. Cái công sức mà chụp ảnh không có đẹp tí nào cả, không trả ra một đồng nào. Đùa. Anh phải chụp ảnh thì phê đấy, trong đó ghi là có mà chụp. Chết tôi mất. Ủa? Không ấy à? Từ từ để xem nó có. Ờ, cáo có vào lại được không? Không, nó đây, không từ cho từ để chủ. Để xem nó mở cái gì nữa nè. Xem có mà chơi tiếp chơi không? Mọi người chơi gold, thì có thể chuyển sang gold, mình cho gold thì có hài lắm. À, tức là cái này cũng khá nhiều. Ờ, cái gì nhỉ? Mình bấm phím 2 để check xem cái vũ khí của mình. Nhận thử xem nào có ổ được không em? Deliver mắc khác. Có động cả. Ôi giời. Có nhận được lại mà không? Có đây. À. Sao mới rẻ nhỉ? Ờ chị vừa thấy mấy anh Hà rẻ. Được chưa? Hơi rẻ đấy. Hơi thôi chứ còn. Yeah. Có tấm khiên yeah. Này. Nghe rõ chưa? Ôi giời. Ôi nhìn kinh chưa? Khiên với cả kiếm chưa? Nghe ổn rồi. Tôi có cảm giác là chém nhau được hay sao nhỉ? Ông Hà vừa bổ mình phát sao mình còn 492 máu này. À thế à? Được à? À được. Úi giời ơi. Gắn tay đấm bóp, chỉ nhanh thế rồi. Úi giời. Mic anh đấy, Hà có vẻ vang nhỉ? Ừ, chị cũng thấy thế. Hãy không phải vang mà là... Chị em thấy mic cáo ấy. Mà là cái... Có vang không? Chị thấy mic cáo ấy. Không, từ từ để em mút. Mút đi. Okay. Đừng có bổ tôi nữa, bổ zombie đi. Hên ngăn. Ui, đây đang bổ đây. Nào, vào đó. Ra chứ. Vào. Quẩy lên chứ. Quẩy thôi. Quẩy nào. Ui, đã nhìn chiến binh, nhìn chiến binh chưa? Chiến binh này vừa nào. Có giáo lại còn có vừa kiếm. Nào. Bày mất giáo rồi. Nào. Các chị vẫn thấy mic của... Nào. Cáo vang nhỉ? Bà mu đi, là chị... À. Chị chưa mút. Mút đi. Tức là... Ôi, có ai cứu em, có ai cứu không? Cứu tôi. Em đến đi. Bị nó thịt kìa. Cú chào. Được khiến nhà. Cú chào. Nhanh em. Cú chào. Trừ hai. Không em để cứu. Mà phương 6.000 được 80. Không em để cứu. Ăn gì ăn dày thế. Khổ. Đâu. Mọi người mút với. Đâu rồi. Không em để cứu.
Tố cáo đấy, đấy là cứu đây, đấy là cứu đây, cứu đi, đấy là cứu đây, bảo cô em đồng thế, chạy đi, đấy, đến đây đây, đến đây đây, xếp hàng, xếp hàng, mày lì với tao ạ. Mày lì. Ông già Noel kìa anh, ông già Noel kìa. Ôi ông già Noel, ôi từ từ cho vào cái để vào nhà. Ui. Ngày thì ngày thì ông già Noel kìa mọi người. Ngày thì đi vào nhà. Ông già Noel, ông già Noel, ông đi vào nhà, đi vào nhà. Đi tìm chỗ nào máu nhỉ? Rồi. Úi giời. Úi giời. Nào, già Noel, ông ở trên tầng ở trên tầng. Già Noel. À, dao, katana. Katana, katana, katana. Lách gấu cho nó em. Chém đi mà tao tao chém. Lấy này chém đi. Cái gì đấy? Ăn ở đứa đây chính xác. Đấy rồi, từ từ ăn cái đã. Đâu ăn ở đâu đấy? Sao mình còn chưa tìm được đồ ăn này này? Có mấy cái món đồ đấy lại cứ thế mình cũng ăn thôi. Ui. Để mọi người di chuyển đồ là mọi người có thể chuyển sang cái chỗ. Sao có thằng quái á? Em giả. Sao nó đông vậy? Trời ơi, tôi chết rồi. Em giả. Ôi, bà Phương nằm đâu đấy? Nằm đây, nằm trong phòng, nằm trong phòng. Nằm trong phòng. Ôi, từ từ bình tĩnh. Bị em giả. Em giả Noel này. Em giả Noel này. Đâu rồi? Ồ đâu? Úi dồi ôi. Phòng nào ấy bà Phương? Ngay phòng bên cạnh hồi sinh thôi. Nhưng mà chưa ấy được. Không, không, từ. Mà chết rồi. Đang đợi xem nó đếm điếc như nào rồi, để hồi sinh. Ôi. Ở đây rồi. Đã đông lại. Em bị ông già nó em giải ấy. Em là cháy. Bị ông già nó em giả. Ôi thôi. Đấy, còn mình bị cái thằng đấy gọi là ông già Noel ấy. Đấy. Dùng máu. Ông già Noel à? Đấm tay đôi à? Đấm tay đôi. Úi dồi, nó đẩy. Ra ngoài đi Hà ơi, ở trong đấy tù lắm, bị nó quay ấy. Mình cả cáo ra ngoài này rồi. Ôi thôi xong rồi. Ôi không. Ôi vãi cả mọi người, em cần cả cục tiền em đập nè. Thì súng đây rồi. Trong này đông quá. Ra ngoài đi. Úi dồi Hà máu kìa. Bị ấy rồi. Kia ra, em đến đi. Chạy, lấy cái bố. Kịp em anh. Nó cho respawn lại. Không kịp. Anh Hà chỉ 14 nguy điểm. Chưa, mọi người chui vào trong đấy. Chui trong đấy nguy hiểm lắm, ra ngoài đi. Đông quá, khó cứu hết. Đấm tay đôi nó kinh lắm. Respawn. Đây rồi, ghế đây rồi. Ui là respawn ngay chỗ em. Em còn cái vũ khí. Lên tầng mọi người, nhiệm vụ ở trên tầng. Ủa rồi. Nhiệm vụ ở trên tầng mà. Gậy bắn chạy. Ui, con ông già Noel này. Cái động sạch. Ui. Ủa rồi, mọi người nhiệm vụ ở trên tầng này, Con ông già Noel nó đập anh. Ôi. Đâu, anh ơi, ông già Noel à. Ông già Noel này. Già rồi, lại hết đạn rồi. À quên, lại hết máu rồi em ơi. Cái này phải đi. Anh để ý nó có ở dưới. Em đến đây. Lướt rồi. Đây. Em đến đây. Không sao mình cách hai bên đồng dưới, bên kia. Đấy. Ao. Đây rồi. Nào. Đấm bóp. Mày vừa rồi hít thuốc. Mày lại. Ấy hay quá. Đấm. Cái gì mà? Ôi, từ từ thôi anh. Cần một vé một thôi. Sao lại có cả lái ô tô nào. Này? Ôi, Hà ơi, ra lại lái ô tô lái. Ôi, hóa ra là cái đậu vỡ. Ôi, đậu xanh hóa ra là cái kia là cái gì nhỉ? Bên dưới nhỉ? Úi trời. Đây ở trên tầng anh ơi, nhiệm vụ ở trên tầng. Đâu, đi. Nhiệm vụ ở trên tầng. Chết rồi, tự nhiên sao mình lại chết cháy ở trong cái ô tô. Ở nơi nào? Chỉ chết cháy trong ô tô, đồ chơi. Ô tô đồ chơi. Ồ, thế này, tự nhiên em chết ở lắm thế nào để dùng được lực đạn. Em
chơi giải lắm cái này dùng lựu đạn. À, cái kia là cái bắn đọc à? Thôi té rồi, té rồi. Là cái này dùng lựu đạn. À, thấy biết cái này dùng lựu đạn rồi. Mấy chú cút cút cha. Lựu đạn. Ôi giời ơi. Đông quá. Lựu đạn rồi. Nằm im đấy. Úi giời ơi. Chui ra khỏi cái này nút gì ra khỏi cái ô tô này đây. Ôi trời ơi. Mình chính thức bị kẹt trong ô tô. Đâu? Xe điện đồ chơi. Ủa có chết không? Có chết không? Nó đang giảm dần máu. Đợi một lúc có chết rồi respawn lại rồi. Tự nhiên cứ ngồi ở đây với cái ô tô đua xe này. Thôi té thôi. Nào. Hết quá ôi nhiều. Ôi vãi mọi người. Em cần cả viên, em cần cả vàng để ném này. Mình là bị kẹt nút rồi. Có ra được không? Có ra được không? Không, đang đợi hết máu. Nhưng mà thiêu được mấy con zombie để nó đến gần. Ôi giời, đây gọi là mọi người, em vừa làm quả John Cena. Đây gọi là chết thiêu cùng zombie. Cái này có khi quá đây à, bác Phước đây à? Đấy, chết thiêu ở trong cái xe này này. Không cứu được à? Hai người cách... Ui, cái con ốn này. Hai người ôi, cách nhà 90m. Sao lại bị con ốn này nó... Ôi dồi ôi, bị trừ mất 5.000 à? Điên thế. Thế rồi bán này chết hai lần trừ mất 10.000. Tôi 18.000 không nói gì đâu ý. Lại trừ mất mấy nghìn. Ôi, chết rồi, lại bị nó thịt rồi. Đâu ấy, 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 bên dưới em đến đây. Rồi em nó đến đây. Nó còn bảo là không đủ poi để mà lúc nãy là nó còn không đủ poi để hồi sinh nữa chứ. Ồ thế à? Bây giờ thì chắc là được vừa thấy ấy rồi. Đấy rồi. Hồi sinh rồi. Tôi 19. Em đến đây. Nợ nó 19. Tôi vẫn hồi sinh. Cứu cho. Hot đấy. Nếu như mọi người không biết thì mọi người lấy điểm rồi hồi sinh đấy. Ngay dưới cầu thang. Ôi trừ 5.000. Nếu mọi người không biết thì mọi người lấy điểm của em để hồi sinh đấy. Tốt. Ờ thế hai cứ chết đi. Mọi người đã lấy điểm của em. Mọi người đã lấy điểm của em để hồi sinh đấy. À kia respawn. À tức là có thể lấy điểm được vào đồng đội đó hả? Tốt. Không, tức là từ nãy sẽ là mọi người đã đều lấy điểm của em để hồi sinh để mọi người đều ăn điểm cả rồi. Ừ đúng rồi. Thế là như thế. Ừ tức là đó. Ông Hà, ông Mai nhầm nhìn. Tránh ra. Này thì ấy, thôi tầm này. Tầm này thì zombie 25.000 rồi. 25.000 rồi. Cáo ra mà nhìn anh của em đây này. 25.000. Ông ấy nhảy ra, ông ấy đấm mình à. Cộng 100 rồi, tôi cộng thêm 100 rồi, tôi phải ấy lại chứ. Ấy rồi. Kiếm. Wow, kiếm rồi, rồi kiếm lửa thì đánh bọn này thì được cộng mà. À thế à? Uầy cái gì đó? Kiếm lửa hơi kinh. Đấy tôi cộng kiếm lửa quá. Chị căng ấy. Ờ vừa có kiếm lửa xong. Đập con zombie được ít tiền vậy. Tức là mình hết tiền rồi quả mình nhiều chất quá. Cáo. Cáo bị trừ 2.000 người chứ. Là trò này nhớ xem anh nhé. Kiểu như là cần một người đồng đội phải như người ta điểm. Ủa nhìn nó không phải điểm, không phải là tiền anh ạ, nó là điểm. Ôi thôi cứu tôi gì 25.000 mấy. Ôi tôi không muốn nợ tiền đâu. Thôi xong rồi. À lên gối. Anh Hà biết, anh Hà biết nợ máy thì còn anh ấy còn không sao nhưng mà. Anh Hà bị thịt kế. Vẫn sinh chưa? Vô tư. Vẫn còn sinh nữa. Em nghe mà đau lòng quá. Ôi, mình đấm nhiệt tình quá. Lại còn thản nhiên nói vẫn hồi sinh được. trò này chính ra cần phải một đồng đội phải nhiều tiền vào. mọi người đã có em đừng lo. chứ cả bốn ông đều âm thì chắc chết mất.
Rồi. Em đã khóc. Ơ còn à, cái gì 2 phút bao nhiêu kìa? Chạy về đâu đây? Này. Tình hình là tôi đang nợ lên khoảng tầm 30.000 rồi. 30.000 rồi có sao? Sao cách nào? Cách gì? Cách nào bán thân chứ nó để cả rút tiền của đồng đội ngay. Lên gác hay sao ấy nhỉ? Còn 2 phút kìa. Dưới. Hai ở dưới mọi người. Của chị dưới à? Của chị để à đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Em ở dưới ông ơi. Ông định ra nhập ấy á. Đội quân luôn. Zombie à. Đây tầm mấy mét này. Nào. À, ở trên mọi người nhưng mà bà Phương kia bắt đầu. Thành chúng ta rồi. À, bây giờ bắt đầu phân trừ 10.000 kìa. Rồi, nào thế trừ 10.000 này. Lúc nào. Nãy là còn trừ 8.000 kìa mà. Đấy 31.000 đấy mà không nói. Ông mặt dày thì tôi không nói rồi. Từ nãy giờ xài tiền chùa của cáo. Nhìn. Em cứ yên tâm. Ôi. Ôi từ từ. Thoát ra. Thoát ra khỏi đây. Ông là Noel. Thoát ra khỏi đây. Từ từ phải đi gần đồng đội cơ. Ông là Noel đánh em. Ơ, không phải vào đây à? Đấy, đấm vào đi cả. Thấy ở đây em mười mấy mét mà. 25, 22, không phải cái nhà này à? Ba. Ui. Em ở đây nào thế này? Nào. Ui. Ui. Tiêu. Thôi chết rồi, nó lại trừ đi 1.000 nữa rồi. Không ổn rồi. Ui giời, nhanh lên cáo ơi. Ui giời. Thôi xong rồi, cuối cùng cái đã tạch rồi. Ủa cái gì vậy? Em tạch rồi. Ôi giời. Lại nghèo rồi anh ấy. Ôi tôi lên em 29.000. Ăn hại nhất nhóm rồi. Cáo còn có 1.700. Ôi cái gì có 1.700 á? Em ơi kiếm. Em gục rồi. Thì em phải giả nợ em bè sẽ đấm rồi. Sao lại gục tầm đây? Gục giả nợ sao được cho anh khổ. Em bị em giả nợ em nhảy lên người đấm. À đây rồi, không biết là có phải cấn của bà Phương không? Sao mà, ừ thật mình nghi lắm. Mình chưa chết mà sao từ nãy giờ mình lại bị 14.000. Chết. Ôi, fail rồi. Không được rồi, không được rồi. Mình tiêu nhiều tiền quá, trong một trận mình tiêu hết 44.000. Ăn hại quá. Ăn hại quá. Cầu 1.000, cố lên, cầu tiền đi mà. Cầu tiền đi mà, á, tất cả mọi người được tiền. Trả nợ cho em đi mà. Á, anh à. Ô, chỉ có 1.000 nữa, cố lên, cố lên. 1.000 nữa, còn 100 điểm vào tay. 100 điểm. Đi mà. Ô. Ôi, mình được 500. Ôi, cả team nó bị trừ đi. Tổng cả 60.000 trong đấy ông à, 44.000. Ôi, rồi ok, xin chào Minh nè. Cả team người ta 60, riêng ông à 44. Lúc đầu mình nhìn thấy cáo nhiều tiền quá, mình cứ nghĩ là thôi không sao, cứ xài đi. Ai ngờ ông ấy sớm thế để trừ. Trời ơi. Ông tại vì bản thân tự chết thì đã mất 5.000 rồi mà. Ừ. Cái gì đây? Bà Phương sao trừ đi 16.000 thì nó cứ cộng kia? Cộng thêm cái gì chả biết. Ơ sao cuối cùng thì tôi chỉ trừ đi 7.000 mấy kìa. Carry bà Phương vẫn thôi. Ăn thai nhất. Cái đợt tổng là mình qua 2 ngày rồi, mình qua 2 ngày rồi. À thế tức sao? Là tổng từ đâu ra à đúng không? Thế sao thế? Đấy nhá. Nhưng mà tôi còn level 3. Tôi còn level 3 nhá. Sao tự nhiên ông à? Cái Carol Boy là cái gì? Điểm trừ 16.000 đấy. Cuối cùng vẫn trừ 16.000. Sao? À đấy là ngày 2 sao hay thế nào nhỉ? Đây là ngày 3 nè. Ừ. Ờ, lại quay về đây ạ. À? Bạn zombie em. Mình vừa chơi xong ma này rồi, mình mở được cái cốt truyện tiếp theo rồi ấy. Đúng rồi.
Em nhớ là nó bảo là phải hoàn thành ba cái gì mà tự nhiên lúc em nhìn thấy complete ba cái gì, một cái kiểu là một cái bảng. Đây à? Rồi, đây, thành gỗ đây rồi. Thành Đào giá. ruột đây. Thành giá. Chết tôi mất. Chơi cái trò này mà qua có khoảng tầm 4 ông, mà qua 3 ông ăn hại Ờ thì thôi. không gánh được. À. Phải cử một ông chưa đi kiếm tiền cho cả đội. Ơ em kẹt lại bài này này. Ừ, anh cũng vẫn đang loát. Chưa chưa, vẫn vẫn đang loát. Tôi đang di chuyển trước mặt hai người để nào thấy cứ đứng ở đây. Để rồi. Ô thế à? Thế bà Phương đã vào à? Và đang đứng trước mặt này. Quá nhỉ? Đặt Mình hết chậm cửa vậy. Kiếm kiếm. Sao cáo? À, nhìn chắc là nhỉ? Ảnh thôi. Sao lại trừ mười mấy nghìn mà lại vào nhanh vậy? Không phải gì ạ. Không phải nhắc đi nhắc lại câu này. Chắc là nó trừ cái gì Em đâu phải rồi, mình ăn hại tới tận trừ thôi. hết mấy Chết nghìn. Mà xong rồi cuối cùng nó cộng nó trừ đi mà mình vẫn còn trừ thật. thẳng Chắc là nó cộng tiền hot đấy. lên Chủ mình. phòng nên là được cộng. Kiểu thuê nhà. Tiếng quá. Sao lại không vào được vậy? Ừ, tôi lại vào đây này, hai người cứ đứng đây này, khổ quá, tôi chém cho phát Chúng ta cả đường mạng ơi, bốn bốn nghìn chúng ta cả đường Chém mạng. Đây, tôi chém chém cho di đi. chuyển. Đấy, hai di chuyển rồi nè. Di chuyển á? Đấy, thấy Ở đang di đâu? chuyển Có này. thấy gì đâu? Đấy, có thằng da đen di chuyển này. Thằng da đen di chuyển. Ô nhưng mà lại bị kẹt ở phần đấy. Cáo thì đừng yên này, cái cầm súng trông rất là hoành tráng này. Lại bị kẹt đấy. Đó, em bị kẹt này. Kẹt à? Không thì Kẹt à? không thì hát lại. Thôi, ăn hai bốn thôi. Kẹt à? Quá nhỉ? Nó không... Thôi Rồi. ăn hai bốn anh. Ăn hai bốn. Mình thì chỉ cần quit to lobby thôi. Quá hay nhỉ? Ê bà Phương làm chủ phòng đi. À, để xem. Ôi trời, Chưa vừa chưa ấy. xem thử xem. Chính là ăn hại nhất đấy. Chắc có khi là hai người ăn hà là dạng nợ nhiều quá không nó đơ game không cho nữa. Ôi giời Ừ, thế nhưng mà quán ví dụ như quán cáo hay sao ơi. đang kiếm được mười mấy nghìn, lúc mình nhìn đây là lúc đầu là hai mấy nghìn, mình với bà Phương thay nhau chết cuối cùng cứ thế trừ khổ. Quả quả đấy em nhìn ồ mình đến tận 12.000 cơ à, tên thứ một lúc sau tụt 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 ất biết đâu sao tự nhiên em lúc này em thấy anh nằm xuống thì em nằm xuống thì em không sinh ngay cho em, tự nhiên em thấy trừ 2.000. Ừ đúng rồi. Ôi giời ơi. Ôi đau ruột rồi. Ớ cá bao giờ Ôi, này chưa thấy hả? Đây. có một skill point. Xem có cái gì. Chả có cái skill nào cả. À, bây giờ à được chị được hai cái skill point nhá. Một Em mới được một cái cái skill point thôi. Chị sẽ Nhưng mà em tại sao không không chọn được cái skill point nhỉ? phải mua đấy bằng đấy. Sao lại now joining game này? Shooting chả cần giáp 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 năng Nó có một cái khá là cái multiplayer. healing rồi ok Ủa. skin boy hết rồi. Bà thử máy lại thôi cái sao lại không vào được này. Sao lại Vào cho có tôi ở chưa trong cái chưa 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 tự nhiên lại cửa. thấy có một anh cho Máy anh cho lại. tên một đấy. Nói tên được à? Đây. Now Choose join the game. F1. Mới có F1 thôi, nó chưa mình chưa mở được F2. Sao lại toàn là Phương Pai 86 ở đâu ra nữa nhỉ? Sao lại là một người bản thân mình nhỉ? You have been bị kích. Ủa? Ủa? À. À đây. Mình vừa kích What? nhưng mà nó lại hiện tên là mình cơ. Không, Không phải nó đang Hà. lag. Nó đang bị lag. Ừ, À chắc thế là bị à? lag nhẹ thôi. Xem chọn là nhân vật khác cái anh da đen này có vẻ Chị hơi Phương đen chọn thanh niên, chị Phương chọn thanh niên cầm cái bình cứu hỏa đúng rồi. à Kono thôi cái con này của bà Phương vừa rồi ăn hại Anh thôi chọn ta lại anh da đen vậy này ở khỉ chiến đấu anh dũng như thế anh là mười đang ở sáu đâu nghìn của anh cả là ai đội đấy chưa thấy anh ông là đang ở Hà. đâu Ồ, lại bị ao à? À chị Phương lúc nãy vừa kinh nghiệm còn gì. Ủa, lại kích, sao lại kích tôi? Nói vậy là Phương tầng 6 chứ không phải là Đoàn. Lác 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 Ừ.
anh ao ra mọi menu xong anh join lại. Lag lag lag. Vào lại đây. Cuối cùng em chỉ có 110 điểm thôi này. Vẫn bị trừ. Skin liền quick phải game. Nó mới mở cho mình có F1 complete challenge. Ô sao lạ nhỉ? Sao khỏi bảo Phương này mình không join được vậy? Lạ ta. Đây là inline này. Không, nó cứ đề là now join. Tức là vẫn đang join. Nhiều lúc là do cái kết nối mạng. Không, không được rồi, không được rồi. Lại... lại không được rồi. Dễ được blow from. Không thì hà hot đi, thử xem nào. Ê, thử vào lại lần cuối nào. Cái hay là nó vẫn giữ được số điểm mà bị trừ. Ừ đúng thật, nó không xóa đi. Chết, chơi con này thế này thì chết. Con này thì em không biết chứ. Nhớ đâu. Chơi, ví dụ như kiểu lỡ chơi một mình mà trừ đi mấy trăm nghìn nó bị chơi đồng đội. Này, không, nó sâu hết cả điểm lên. Nó không xóa được vết nhơ nhỉ. Chị nghĩ cam đoan là anh Hà lúc nãy là nó lag. Hiện có mỗi 7.000 mấy là cái ván đầu tiên ý. Ngày 1 ý. Ồ. Sao quái lạ sao vẫn không join được ta? Đúng rồi, anh tạo phòng đi. Thế nào? Thế phải lít thật à? Thế nào thấy vào nhưng mà xong rồi lại dưới tên mình. Cái vừa nãy à vào được rồi. Thì lại kích ra. Thì bảo vào dưới tên tôi. Mình bảo quái sao lại có thêm một Phương. Đây. Joy game. Are you sure? Ok. Sim bao là you are new hot. Đây từ từ em phải thoát ra menu. Đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Xong rồi joy cho tên này. Trời ơi, mỗi lần vào lại phải 44.000. À 44 đây là mới hiện lên đây à? Tôi đã bảo lúc đấy lag mà. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Trời ơi. Nói gì nữa đi. 44.000. Lúc này nó lag. Có 7.000 mấy là cái ngày đầu tiên à. Vuốt tóc làm gì? Không biết ngượng. Mà lại còn vuốt tóc thì kia chứ lại. Khổ rồi lắm. Đấy. Chọn cứ đúng nhân vật vuốt tóc. Vết nhơ kinh thật âm 44.000. Âm thì vẫn phải vuốt thôi. Ngại lắm. Cái vết nhơ này sao xóa đi vậy? Thế này sâu hết lên này thì chết. Bây giờ chỉ có xóa nhân vật. Xấu thế này thì chết. Ai bảo mày chơi với hai anh chị. Gánh một người là khổ, gánh hai. Bình thường phải thêm một đứa nữa thì nó còn chia đôi, chia đều lực lượng ra. Thêm một người nữa chắc là số lượng này tăng gấp ba đấy. Có biết anh Hà họ Tạ không? Không, tôi nghĩ là Việt Anh mà cỡ Việt Anh mà vào là lại xin thêm. Thế lại ba anh chị già. Mình cáo là cũng không gánh được. Chết rồi. Nó lại thế này thì các em sợ nhất là ba ông bà chị già nhất server. Không, ít nhất là con này phải đấy. Ok ngon rồi nè. Ok. Ít nhất là con này phải có 5 người. Thì ví dụ như kiểu ông cáo ông Won vào kiếm tiền. Đấy. Chỉ thế thôi à? Ông vào kiếm tiền còn ý là bọn mình là tiêu tiền à? Chết giờ tôi. Đây, búa đây rồi. À. Cái con này rất buồn cười, chơi chế độ cửa sổ thì stream thì full màn hình, còn chơi chế độ full màn hình thì stream chế độ cửa sổ. Khắm. Ô mọi người ơi, tại sao mọi người lại bỏ qua quả mát chế té ngon, ngon thế này? Đi quanh tí nữa thì chị biết nói tí nữa nè. Có quả mát chế té để trên ghế này. Ủa chất thế. Không, tí nữa chị ra lấy kiếm cơ. Sao nó chưa mở à? Chưa. 24 giây nữa để chuẩn bị cơ. Khoảng tầm hai mấy giây nữa. Ôi, mình mặc quần tụt ạ. À. Ui giời ơi, hip hop mặc quần tụt ạ. À. Đây này, vẫn còn quần gọi là Justin Bieber mặc quần này này, kinh quá.
Ấy, cầm cầm đàn lên để đập. Đập vỡ cái đàn nào. Nào. Ai còn zombie coming ơi kìa. Này, búa đây rồi. Của mình nào? Bây giờ là đi gần nhau đi chứ còn đi xa nhau ra là ăn hại lắm. Okay. Một mình làm sao mà cân được. Map này quen rồi. Đây. Làm sao tôi quên được quả kiếm huyền thoại này của tôi? Ê, quái lạ sao mình chạy ra đấy mình lại mất búa ta. Nào. Nào. Zombie. Ôi giời. Zombie. Zombie. Oh sorry. Ui, chả mai đấy. Oh, sorry, nhìn nhầm ai mà mặc đen. À, mình phải đi ra kia để cần như chỗ này này. Đâu, chỗ nào? Đây đây. Từ từ. À. Ôi vãi. Ui. Thế rồi mình bị cắn, mình bị cắn. Yêu. Help me. Cáo có khi em phải vào cả đây. Chứ không hề bị bọn này nó chơi hội đồng mất. Vào đây, vào đây. Ai ăn giờ. Ui. Phải ăn, ăn ngay lại. Ăn, ăn. Ui. Rồi. 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 Thôi. Ờ, đứng tạm đây cái đó. Đây. Kiếm nhật đây rồi. Này ủa vừa rồi lái cái xe này có được tiền không? Giết bọn nó được nhiều hơn. Đây lái cái xe đang cắt cỏ đi xuyên nào. Cho cả đống đi. Nào. Nào. Ui sao lái cả cái xe này được có 100. Nào. Thì phải xe, ta chuẩn mình. Ui. Máy cà phê. Rồi cà ok phê. Ngon. Ăn cà chua phát. Đây toàn ăn. À, quả rau làm thịt gà. Ui. Map này vòng đầu vẫn còn dễ. Này thì ấy. Nào. Ui xổi ôi. Ui xổi ôi. Lên, lên. Lên gối kiểu gì đây? Lên quy đây ạ. Quy. À. Mày gì ạ? Mày. À đá, đá, đá. Đá để đẩy bọn nó ra lúc mình bị bọn đá. Nó ấy quá. Đá. Ui. Đá kìa. Đá này. Kìa. Ai đó giúp em cái. Em đang quẩy cả. Em đang quẩy một tay tay không đấm đấm giặc lên. Thì đừng có ra, ra xa. Diệt hết bọn này đã. Ui. Nào. Chèo nào. À, chèo à, chèo nào. À, chèo này, chèo nào. Này. Ui đá tay bò. Úi giời ôi. Quẩy tay bò. Nào. Quẩy tay bò. Quẩy. Nhiệm vụ đâu đấy? Nhiệm vụ đâu đấy? Nhiệm vụ đâu đây ạ? 11 mét. Đám này. Bây giờ mình phải giết hết đám này đúng không? Vâng, phải giết đám này. Nào. 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 Hay quá, sao bà Phương cứ đứng kia múa cái gì đấy? Đấy, đang giết bọn nó. Phải giết hết bọn này. Nhưng mà ăn đã. Kiếm tiền nhanh lên em ơi. Không tí. Không tí nữa đông. Đừng lo anh ơi, tiền em là biển rồi. Em combo em hơn 300 phát combo rồi. Đang được bonus đây. À à. Nốc thuốc. Nốc thuốc ở đây một đống thuốc này anh. Ở đây thuốc, một đống thuốc này. Đấy ở đấy anh, thuốc đó. Nốc thuốc. Thuốc này có tác dụng gì em? Hồi máu anh. À hồi máu. Thì nó cũng giống như là hoa quả mình ăn thôi. À. Ở đấy con zombie bị đơ đấy. Náo, bấm bấm mày đi. Phù đâu toàn vào mặt mình. Ê, nè. Vào đây nó bảo làm gì nè. Mở cái này để lấy vũ khí. Sọt gan. Kiếm đây rồi. Có kiếm ánh sáng. Ui. Sọt gan. Vào đây. Chết đi. Đâu rồi. Nhiệm vụ phụ là giết zombie quẩy hơn nào quẩy. Ô cái kiếm ánh sáng ăn hai phép này. Để múa cho đẹp. Úi dồi ôi quẩy hơn. Đi đâu đây đi đâu đây. Quẩy. Hiện tại nhiệm vụ đang là quẩy. Quẩy á. Nhiều càng tốt hơn ạ. À. Đâu zombie đâu rồi. Sao ít vậy.
Sao ít vậy? Nào nào. Đấy. Cứ mải chém mình. Đấy, chém phụ cho. Phụ đâu thằng. Cứ tránh xa tôi ra. Hay. Đây rồi. Zombie này. Ui giời, chém bọn này được có 10 đâu. Vào đây lại lấy được toi crap. Đây là bắt lên. Đây là bắt lên. À đây rồi. Đây rồi. Ô chém bọn này không có tiền á. Mày là bữa. Chém bọn này không có tiền. Ôi thôi xong rồi. Nào. 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 Ăn lắm thế không biết được. Phải liên tục ăn. Không được, không được, cái này không ấy đâu. Phải liên tục ăn không để bị chết mất tiền. Được. Mọi người nhớ. Đúng rồi. À có thể đút túi được ạ. À. Đút túi. Đút túi bỏ ra ăn dần. Đút túi được mà. Nhận được nhiều nhất là hai cái. Nhận được nhiều nhất là hai cái. Thế nên mọi à, nhiều nhất là hai cái. Kìa con này kìa. Không khi nó đi. Ô ô ô. À mở mở cái này xem. Zombie. Khi khác cần khi khác này mở. Cần kiếm chìa khóa à? Có mấy cái thùng đồ nó lại bảo là cần. Nào. Đấy rồi, kiếm đây rồi. Nào, vào đúng cửa hàng vũ khí. Ôi chẳng đấy. Rồi chứ bật giới rồi. Trong kia có cái bồ cao của chứ bật giới đây rồi. À. Đánh thỉnh thoảng là có nào. tiền vàng rơi ra là nhặt được. Nào. 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 Quên nhầm. Khổ tôi. Thế nào cứ thấy ngứa ngáy đằng sau ta đã không chọc được. Không cần phải chọc họ tôi. Toàn thấy là rồi. Đấy. Đấy rồi. Đấy rồi. Nhặt đúng cửa hàng vũ khí. Ui. Ui. Có cái gì đây? Cái gài này gọi là cái gì? Nào có con zombie để tôi thử cái này. Cái chân giường à? À cái trượng à? Trượng của ấy á? Cái trượng này ăn hai chỉ có đập thôi. Ôi bỏ dành tầm cái trượng. Dùng cái trượng lắm. Bồ cào ông cầm cả bồ cào kia. Ô, mấy cái này anh không tiền đâu hả? Ăn hai lắm. Hào rồi có sống nè. Rồi ok. Ôi cái gì đây? Ui là computer. Computer này. Ơ con gì này sao lại nửa người này? Computer này. Úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi ôi. Úi dồi từ từ thôi anh. Ơ nó chưa. Còn nào không? Cái gì đây? Úi bỏ tang, bỏ tang. Đó thì chịu vừa lấy kiếm kiếp ở trong đấy. À key khác đây rồi. À đây là keyboard. Trời ạ. Ôi giời, bao nhiêu quả kiếm ấy. Đâu? Trong này à? Đấy, trong đấy, cửa hàng đồ cổ ấy. Ui, hay quá. Ơ? Ồ, ở đây có cái rìu. Trời ơi, ngon cửa thế này mà không lấy. Phải ngon anh ạ. Ui, hàng ngon thế này mà không lấy. Đây, thử cái. Được. Không, không mất máu sao. Ơ, nó chưa hiện ra nhiệm vụ tiếp nhỉ? Ủa, một phát là đi. Chưa, à bây giờ mình vẫn đang phải đi giết zombie. Nhiệm vụ bây giờ mình vẫn đang phải đi giết zombie. Phải tìm. Đâu đông zombie này á? Mọi người, nhìn đây. Mọi người nhìn đây. Cái gì? Đây, mọi người. Có cái gì? Đâu, ở đâu? Mọi người ra sân đây. Sân nào? Đang đứng ở sân đây. À, lái xe gì? Lúc nãy chị cũng chết vì cái xe này đấy. Chị bị kẹt đây này, lái xe điện này này, khổ. Anh lái em ơi. Ôi trời ơi. Lúc nãy tôi... Xem nào. Đấy. Cái xe này là phải xe đồ chơi. Thì đấy, lúc nãy tôi chết vì cái xe đấy đấy. Hại lắm. Khổ lắm. Cái gì? Lái em. Lúc nãy tôi bị kẹt chết trong cái xe đấy, khổ tôi. Ôi cái xe bé này mà bị kẹt ở trong này á. Ơ, thế bị đau. Ai bảo là ngồi vào đây. Nó bảo là quá tuổi không cho ngồi. Đấy, nó bảo quá tuổi không cho ngồi. Quá tuổi không cho ngồi. Crossbow. Ô, ở trong này. Zombie trong này. Trong nhà đây. Đây em đến đây. Ok.
Let's go. Lên nè. Lên nè. Lên nè. Lên nè. Ôi vãi, vãi. Do đúng là Nessa kill. Ơ, chưa thấy bọn. Lên. Ôi zombie trong nhà nhà nhiều lắm nhá. Có khi phải chém vào trong này à. Bình thường. Nào, nào. Lúc nãy là thấy nó hiện là cách mấy chục mét thôi. Lần này không thấy ta. Thế chả nhẽ là phải nào. Thử nhiệt hết mới à, được. À, may à. Em cầm cái may à. Em cầm cái tay của bạn này tranh đi đập này. May à. May à. Ông già thôi ăn. Ôi. Úi giời ơi. Mọi người ơi. Đang ngay gần ông đây. Ông già thôi ăn ở đây. Ui. Ui. Đâu ơi. Ông già thôi ăn. Ông già thôi ăn. Em đến đây. Ông già thôi ăn. À, nhận được một điểm kinh nghiệm. Ông già Noel. Ông già Noel. Sắp 9 giờ nhá. Mày à. Mày à. Sếp hao. Mày. Sếp hao, sếp hao mọi người. Sếp hào đâu? Ở đâu lại? Chạy ngược lại mọi người, chạy ngược lại. Ờ, thấy 100 năm mấy mét này. Đấy, đấy, mọi người nhìn vào này. Đi, đi tắt qua đường này. Chỗ nào vậy? Đấy, anh nhìn hướng đi, em nhìn này. Ờ? Ở ngoài em hay là ở hay ở trong? Ở trong ạ. Ở trong á. 110 mấy mét đấy, có phải không? Đấy, cái gì mà bám 110 mấy ui, mét? Ui đây. Con ngồi lên không? Con ngồi đây. 127 mét. Không ngồi được. Đường này anh. Đây. Đâu bảo Phương đâu, bảo Phương đâu. Chị Phương chạy ở trong ngõ. Chị Phương. 120. Bảo Phương màu vàng kia đúng không? Đúng. Chị chạy vào trong ngõ này. Theo em mở đường cho, em mở đường cho anh. Ra đi, ra ngoài đi, bà Phương ra ngoài đi. Đây này anh, đây này. Ờ, từ. Nhìn thấy gì chưa, nhìn gì chưa? Màu vàng kia rồi. Ui, con ông già nó em nó thịt mình. Nhanh lên anh. Từ. Nhanh lên anh, em mở đường cho. Con ông già nó em này nó. Em mở đường cho mọi người. Đâu, chạy ra bên ngoài à? Đây này, anh không, đây ở trong này luôn, anh lấy phòng màu xanh xanh à. Em đang mở đường đây rồi mọi người. Phòng màu xanh là phòng nào ta? Đây này, góc bên này anh, góc bên này. 50 mấy mét ở đây đúng không? Đây này anh. Đây này, cái màu xanh cho em đi như này. Em đi đây này anh. Vẫn tầng 1 đúng không? Đây, chính rồi. Tầng 1. Tầng 1. Cố lên Chị Phương. Em tin tưởng là chị. Ui. Hỏng xe. Zombie quá đông. Ui, phải thịt bọn này thôi. Xuống thịt nữa đi. Chị Phương. Chưa, đang bị lạc. Vẫn ở ngay chỗ đầu thôi. Nhưng mà chưa biết mọi người đâu ta. 138 mét này. Ồ. Đấy, cứ đi theo số mét đây là ok. Cứ đi nhìn đến số mét nó giảm là ok. Anh, cửa ngang đợi chị Phương còn 58 thôi. Ừ, thì ở đây xử mấy cái bọn zombie không á. Không. Cũng không thể đứng nguyên đấy bọn này được. Ok. 53 mét. Ông già nói ăn. Ông già nói ăn. Ông già nói ăn. 43 mét. Ông già nói ăn. Ui. Đây. Ngay gần đây. Ông già nói ăn. 25 mét. Đây. Thấy rồi. Ui. Quả Josina. Đây. Hả? Phòng nào? Đây. Đây rồi. Phòng nào. Đây. Nhìn tên. Đây. Ok. Ôi. Ôi, ngon đó. Em một sống sót. Phải thế. Ôi, ngày đầu tiên anh Hà anh Dương tiền ạ. Trời ơi. May mà vẫn không chết phát nào. Ấy, anh thấy không? À, anh cả 8.900 à. Trời ơi, em nhiều tiền lắm mọi người ơi. Ơ cá toàn là toàn cá được cộng một đống cái gì ấy. Skin kia cái gì ấy. Ờ, giết zombie nhiều nhất nhá, đấm zombie nhiều nhất nó sống sót. Lại được cộng thêm 75 mấy nữa. Rồi 3.000 x3 này, xếp power này. 3.000 nữa. 32.000. Team được 32.000. Quả này tiền. Quả này tiêu mệt nghỉ.
Đúng rồi, cái gì đây? Rất là mọi người. 2000. Mình phải đi đến cái chỗ mà có một thanh niên làm rơi camera và búa. An ảo hát bin xăm prototype. Và làm sao? À, mình nó có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính là mình phải đi tìm một thanh niên mà đánh rơi một cái radar và mình phải đi nhặt cái radar đấy. Và một cái nhiệm vụ thứ hai là mình phải thử một mình phải lấy một cái vũ khí mới và để mà đi thử nghiệm, tức là hấp riêng bọn quái. Bây giờ đi tìm vũ khí đúng không? Hay là đi đâu? Thế đi. À, cửa vẫn chưa mở. Cứ từ từ lút đồ đi mọi người. Food ở đâu nhỉ? Dạ? Food, đồ ăn. Hiện tại thì chưa có food ạ, chị ạ. Chưa có rồi. Tưởng ở trong chắc phòng này chắc phải ra còn... ngoài mà. Chắc phải ra ngoài rồi. Ở đây, vitamin này này. Đâu, à có cả snack kìa. Ừ. À đây cái máy. Ôi cái máy mua hả? Cái máy này máy mua hả? Ừ, có cả bia. Mình mua một cái candy pen này. Ôi có cả vũ khí ạ. Không, ở bên này có coffee này anh. Có coffee này. Có cả vũ khí với mìn này. Cần gì anh, cứ cầm khẩu mà đập thôi. Đây snack này rồi. Có cả shotgun này. Còn 7 giây nữa anh cố lên. Thôi lấy hết sẵn đi. Ta quẩy ơi. Thôi. Chuẩn bị. Nào, quẩy nào. Mọi người nhìn thấy cái điểm vàng kia chưa? YOLO. Ok. Đã thấy. Nào. À, còn ông già Noel. Ông già Noel. À, lúc nãy mình chết vì cái ông cái già thằng Noel. Này, cái thằng này. Ông già Noel. Ông già Noel. Ông già Noel. Ông già Noel. Mày à bưởi. Ông già Noel này. Ôi. Đấm bốc. Nào thì đấm. Nào, ui, bà Phương ấy có cái găng tay đâu đấy? Của thằng nhân vật này đấy. Em đi làm nhiệm vụ nhá, em đi làm nhiệm vụ cho. Ok, đi. Nào này, ông già Noel. Mọi người chơi ông già Noel vui vẻ đi. Này thì hay quá. Này thì ôi chết rồi. Nào thì gấu à. Gấu nè. Ơ sao nó ở dưới nhỉ? Quẩy quá. Ui, thôi chết rồi. Cái con ồn này. Bắp cải coffee đâu hết rồi. Nào. Nó ở dưới nhỉ? Ôi, hết máu rồi. Hết máu rồi. Ôi. Help me. Vậy còn có cái trò đội mũ F à quy chứ. Ở đây rồi. Bực chết à. Ôi. Energy. Bà Phương cứu tôi. Đâu rồi? Ngay trước mặt bà. Ngay. Thấy rồi, thấy rồi. Bắn đi. Ủa sao có mấy thằng bạo động hay là cái gì ấy? Ơ, có mấy thằng không phải zombie ạ. Nó là người à? Nó là người. Người vào giúp với sao ấy? Không, nó giết mình đấy, nó địch đấy. Nó còn bắn này này. Không phải lại tiêu tiền bây giờ. Chết rồi. Đấy. Chết rồi, bị mấy thằng không phải zombie. Tiêu tiền cho nó nhanh. Đấy, trừ 5000 à? Trừ 5000. Thế thì chết, sao lại... Đang phải vay mượn như này. Phong độ ngày đầu còn đâu mọi người? Map này khó rồi, chết rồi. Quả máy cưa. Đấy. Dùng quả máy cưa mà thịt. À, cái thằng này. Mày. Ô, mấy thằng này nó đi, nó phụ mình hay là mình phải đánh nó lại? Bắn nó anh ạ. Nó giết mình đấy. Tôi xong rồi. Lúc đấy mình cứ mình ra tự nhiên nó bắn mình mà. À. Đều thế. À. Tôi xong rồi. Tạch à? Máy em tạch rồi. Cái gì đây? Đứng lại đứng hình rồi. Máy cưa. Ôi, hết rồi. Không phải là vì thấy anh chị. Thôi chết rồi, con mình phải 1400. Ôi từ ấy đốt đi. À, Phương ơi, ra chỗ này cái quấy đây. Có gì? Mình đang có bạn mình đang dùng máy cưa. Úi giời, máy cắt cỏ. Súng ống này. Ui, ở đây nó có cái gì này?
Cái gì mà nhiều này? Em bay game rồi. Đúng rồi, làm gì vậy? À. Mày em vẫn lâu lâu kiểu dạng nó, mày nó lên 100% CPU bắt đầu đơ luôn, nó không chịu xả. Mày à? Mày là bưởi. Ui, nó cho supply nhiều này. Sao có biến đấy anh? À. Anh già Noel à? Ui tiền. Ôi, chưa bao giờ cảm giác lại giàu như vậy. Ấy à. Thôi xong rồi, ông cáo. Ông cáo chết đi là nó mất mười mấy nghìn rồi. em bị play game thôi. Ô đang ui chết rồi. Mười mấy nghìn. À, ngân hàng ATM di động bay game rồi. Khổ tôi. ATM di động. May hả bưởi. May hả bưởi. May hả bưởi. Sống dài à. Sống dài. Sống dài à. Sống dài hả. Ôi bị hấp diêm rồi. Úi giời ơi. Không biết là bà Phương ở phương nào. Đây đang. Thử 5.000. Vay tí tiền. Ngân hàng di động rồi. Ông tháo ra đi. Tôi cũng có nói được cái gì đâu. Đây, ở đây có máy cắt cỏ này. Đang cần tìm cà phê, cà phiếc. Còn ăn rồi, sắp chết rồi. Này, chết rồi, không biết rồi. Là cái gì? Chết rồi. Đấy rồi. Chết rồi. Đấy rồi, kiếm tiền lại nào. Có cứu được không ta? Ê. Ok chưa? Ui. Cái bọn ôn này. 5.000. Được chưa? Chết tổn đâu. Ôi, không bấm kịp à? Nó kiểu gì ấy? Để nguyên đi. Úi dồi ôi, cả một đống à. Nhiều lắm. Fail vì sao không fail đủ. Ở ngày 2 này. Fail không đủ tiền hồi sinh. Trời ơi. Ôi trời ơi. Mọi người đã sai chơi chế độ gold chưa? Hâm à? 17.000. Chế độ thường rồi đấy. Ờ mình được cộng mấy cái ấy. Chế độ đánh gôn ấy. Chế độ đánh gôn hả? Test thử xem nào. Super Ultra Dead Rising 4 Mini Gold. Cái tên. Xem có mở được không? Anh có thấy quả intro giới thiệu của cái này nó rất hay. Trừ 1.000. Bà Phương trừ 5.500 là cái gì? Ờ, hai được cộng mấy cái kia. Zombie kill là được 120 kìa kìa. Chắc là đi giết zombie. Ông cáo ra đi mang theo 17.000. Trời ơi. Ăn nổi. Chết. 17.000. Mình cứ tưởng là một người ra đi thì số tiền ấy nó sẽ cộng lại cho. Này, mặc quá nhỉ, sao cái này cái trừ 44.000 kia nó không mất nhỉ? Còn lâu. Nó cứ để trừ 44.000 kia là sao? Nó là vết nhơ rồi. Tức là chắc là kiểu làm nó sẽ lấy cái số điểm mà mình bị trừ nhiều nhất để nó nhét vào đấy như kiểu làm một cái profile. À ừ. Không nhưng mà ít nhất là kiểu mình ăn được, mình được cộng dương thì nó cộng lên cho mình chứ lại cứ để số trừ. Nhưng mà có chắc là anh được cộng 44.000 chưa? Chưa. Tức là bây giờ là phải kiếm được khoảng tầm hơn 44.000 thì nó sẽ thay vào đấy đúng không? Đúng. Ở đấy. Còn... Tức là vẫn đang âm. Có mà tự chơi một mình xong rồi lén lút xóa vết nhơ. Thế sao mà Phước bữa chơi con game này một mình rồi? Chơi có chuyện cơ. À, chơi rồi, chưa có chuyện cơ. Đâu rồi? Lằng nhằng lắm. Là điện vai này. Nhau. Đấy. Chế độ đánh gôn cơ mà anh. Cái này nó đang cho chơi lại à hay là chơi như thế nào đấy? Chơi lại rồi. Chơi lại bởi vì mọi người chưa đến được cái xếp hau. À.
Thế qua chơi lại không hay là đánh gôn? Đánh gôn thì anh úi giời ơi. Anh Hà lên được 45.000 điểm rồi này, còn bốn bốn gì nữa đâu. Đâu trừ 45 này. Trời ơi. Thế nó không mất à? Nó cứ cộng vào thế này thì chết. Xóa game thì mất thôi. Nó cứ cộng thế này thì chết. Bình cười. Trong này nó có cái gì không? Rồi, chuẩn bị hết đầy đủ rồi. Có cái đàn này. Ra kia là mình lấy kiếm ngay. Ơ nhưng mà phải đi lại từ bàn này à? Ôi, nó lại cho đi lại từ cái map này. Nào. Map này thì đơn giản mình là chết là toàn cái map thứ hai, ngày thứ hai. Bắt đầu. Ngày thứ hai. Lần này mình thủ chỗ khác, mình phải dọn ở chỗ khác. Nào, ai cần dẹp thì không? Cứ dẹp thoải mái đi. Tôi vào đây. Kiếm điểm đi. Coming. Máy dọn vào đây. Máy xúc vào đây. Zombie. Ôi. Máy xúc đây. Em lại bị đê rồi. Zombie, thôi xong rồi. Có kia không hợp với em không? Ui xong rồi. Chơi chế độ cửa sổ xiếc nào. Em chơi chế độ cửa sổ đấy mà em để hết lâu đấy. Lạ thế nhỉ. Hơi lạ nha. Cắt mấy cái mượt miếc gì không để. Em cắt sạch luôn rồi. Mình thấy mình hay disconnect này liệu có do mạng mủng gì không? Không, tức là em bị đứng hình ấy. Tức như kiểu CPU nó là 100% nó quá tải ấy, xong rồi nó đứng hình luôn, nó không di chuyển nữa. Mà con game mày nhìn cấu hình của nó đâu có. Ừ đúng rồi, mấy cả nó thực nói thật là đồ họa bình thường mà. Em mới không hiểu tại sao mà con CPU nó đứng được. Ui, đang đi quét này. Em xin recommend the gold. Chạy thử với Em chạy cửa admin đó. Ừ đấy, chị đang định nói rồi. Chị đang định nói là chạy với quyền admin. Tôi thấy là cháy máy rồi đấy. Ui trời ơi. Nào. Đàn. Có quả búa nào ở trong này không? Còn gì không nhỉ? Trong nhà này yên vậy. Anh rồi. Anh bị ủi. Lại máy quay à, máy cưa đâu rồi. Ôi. Nào. Đã tay. Cái bình cái bình xịt của mình làm gì ta? Cái bình này làm cái gì? Còn cái gì không ta? Hết sạch đồ rồi. Anh Hà. Anh mình chơi quá giờ bất cả hai luôn rồi. Mấy giờ rồi? 6 giờ 7. Tí nữa. 4 giờ 16 giờ 4. À bây giờ 4 giờ. 4 giờ 17. 5 giờ. 4 giờ 48 gần 5 giờ. Nào thì đập vỡ cây đàn ạ. Nào. 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 Ui. Nào. Nào. Công nhận là cũng đã tay. Ui, con này nó còn full cả. Con này được cái thật kém đã tay. Ừ, đã tay phết. Nó cũng vui. Chơi đông đông cũng vui. Cháu cứ lấy tiền của nhau là vui mà. Game hài. Từ thương game zombie lại thành game hài. Cứ lấy tiền của nhau vui rồi. Không, nhưng mà lấy nhiều quá lại đâm ra là có khi mất tình cảm.
Không, bây giờ mới là cái thước đo tình cảm đây này. Đấy. Ây da. Ok. Đúng quá. Mà kiểu đánh phải nhặt vũ khí đánh thì nó mới Đánh nhiều ôi điểm. chứ đánh đánh hôn này, đánh hôn này hài lắm. Ông có vào được Mình không đã? từ từ bình Sợ tĩnh, sợ nhất là lại từ 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 bình tĩnh để ra đây xong bấm nút này xong rồi lại Eva hay là vào được đấy, ấy à, thử nào. búa tạ đây rồi. Ui chết cháu ạ, ui bị Ui con ồn này còn khốn nạn cắn 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 cắn. Máu phun rồi kìa, máu phun rồi kìa, now join in the game. máu phun rồi kìa. Ngài điên lên, điên lên, điên lên. Búa Và Phương đang thò, làm gì búa ở đấy này? thò. Ồ, vào giữa chừng đây này mọi người. Em vẫn còn Em vẫn còn 15.000 15.000. đâu. Em vẫn còn Em vẫn còn 15.000. 15.000. Đâu? Tôi Đang thấy ở trên này đang thấy là không tiền kìa. đây nè, Foxy rồi. Em vẫn còn sao lại sao lại sao lại thế nhỉ? Trong này vẫn hiện Trong em này vẫn hiện em lát lát cái bảng xếp hạng nó vẫn hiện. Từ À, nó để bảng không là ấy, bảng không là tức là cái map này của em đang không. tại sao mọi người lại không bỏ nào được quả loot thế này? nào Vũ khí thôi, có cái gì. nào Vũ khí này nó lại không dùng lâu được. nào Bây giờ là nhiệm vụ là đi đi giết zom nào. Nhiệm vụ đi Ok, giết con zom, ôn nhiệm vụ này đi giết zom. đã to xác lại còn ăn ăn hại ăn hại. Đâu rồi? Đây, đi ra ngoài đi. Đấm nhau một lúc mà nhìn thấy không thấy mọi người. Đây, 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 đây. Đây. Thằng này. Ôi trời ơi, chị Phương. Nó nhảy lên Ôi, thằng người. bên kia cơ mà. Thằng trắng ấy. Ừ, đúng rồi đấy, nó đấy. À, thằng trắng này. Ui, gã sao thằng trắng lại đấm mình mấy phát? Thằng ấy Yếu vào khỏe con ơi. phết. Mình sai vào rồi. Thằng ấy khỏe phết Thằng trắng này. Nào. Nào. Đây. Nhặt vũ khí. Cái thằng trắng này có vẻ như khá nhiều tiền. Phải thịt đó thôi. Đấy. Đúng rồi. Một đống này. Phải Rất gấp. nhiều tiền. À thằng trắng này nó theo kiểu nó đi ôm hút vàng này phải. Nó là ông già Noel mà. À, nó được nhiều point đúng không? Đúng rồi. Giết nó đi xong rồi ăn tiền của nó. Ô ở đây có máu hả? Cena. Đây có máu này. Nó là cả một cửa hàng thuốc mà. Anh thú vị. Búa này. Búa này. Búa này. Búa này. Búa này, búa này, búa này, đạp. Cái bọn ồn này. Đạp luôn. Cái bọn ồn này. Cái bọn ồn này. Đạp luôn, đạp Quả luôn. sao làm bếp sớm quá. À, đúng rồi. Đây rồi, dao đây rồi. Kiếm nhặt, à quên kiếm, kiếm lại. Nào. Bàn phím, bàn phím, bàn phím, bàn phím. Nào. Ôi. Cái thằng. Thôi rồi. Em đến Đây. đây. Em đến đây. Nhanh đừng để nó trừ tiền. Này, hiện tại bây giờ là tôi đang 5.000 mấy, tôi mới là đang bị nhiều nhất đi nè. À, ở đây có cái bồ cao. Hình như em vừa em hình như em vừa 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 cứu anh Hà như được cộng thêm mấy nghìn hay sao ấy. Em đã bảo được cộng là tiền em nhiều nhất mà lại. Được cộng mà, được cộng mà. Em đã bảo tiền em nhiều nhất Nếu như mà. mà để một người chết là bị trừ đấy.
Nó đang ít tiền hơn mình. Nó đang 3.000. Tức là kiểu theo kiểu là mình mà cứu được đồng đội mình cũng được cộng tiền. Cộng luôn 5.000 nó lên 8.000 rồi kìa. À, đấy đấy, kiểu vậy. Thế nên là chăm chỉ cứu đồng đội vào. Ok. Còn... đừng để đồng đội chết. Đồng đội chết là trừ tiền. Ừ. Cả nhóm đây. Mà cứu được thì mình sẽ được cộng còn tiền. Được tiền. À, đấy. Không những mất mà còn được. Được. Ừ. Đấy đấy đấy. Thế này thì khỏi lo là bị đồng đội bỏ rơi nhá. Thế là chỉ bằng ăn hai. Này chỉ khổ khổ cáo thôi. À mà em kính xong rồi, một lúc sau thì anh ấy lại lấy tiền đấy, anh ấy sinh. Nó vòng tuần hoàn lập đi lập lại mà. Rồi. Như thế còn hơn là âm. Đâu với mọi người? Đấy, vẫn đang đứng cạnh, loanh quanh ở đây này. Ngoài này thôi à? Phải giết thêm một con nữa, phải giết thêm một con nữa để mà chuyển ra nhiệm vụ tiếp theo. Rồi. Ok. King Zombie xong. Bây giờ là chuẩn bị tìm xếp hào nào mọi người. Chuẩn bị tìm xếp hào nào. Bây giờ tìm xếp hào. Nó không hiển thị trên bản đồ à? Chắc một lúc. Chưa, nó phải đến 9 giờ nó mới hiện. À. Mọi người gì quả này đây? Con này bị... Con này hình như bị lag hay sao? Con này bị lag kẹt rồi. Mọi người... Mọi người quả xe. Ờ đúng rồi, cái con xe này có nhìn thấy. Sắp 9 giờ này mọi người chuẩn bị đi xếp hào này. À kìa. Kim Dung đi này, có, có phải cái màu vàng không? Đây có ra đây ra đây này đi. Giống lần trước thôi. Cái màu vàng đó. Trước là phải đi vào trong, phải chạy vào trong này. Travel to safe house. Anh hả? Ở trong này mà. Anh chạy vào trong này. Xong nào? Có phải cái màu vàng này, ở trên bản đồ không? Vâng, nhưng mà nó ở trong. Nó ở trong á? Đây rồi. Cửa nào? Ở đấy à? Vâng. Trong nhà. Ơ, cáo được rồi. Vừa đây đứng ở đây. Em đây. Từ từ, em à, lấy mấy cái mét đây. Màu vàng. Né. Né. Còn 2 phút cơ mà lo là gì? Né. 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 Thôi, chạy. Thôi. Trong nhà này à? À. Đó trong nhà anh ạ. Úi giời, anh được cộng 1.000. Nào. Nào. Ở ngay gần đây luôn này. À. Nào, nào. Nào. Mọi người đợi em quẩy vớ. Nào, ông giả Noel. Ông giả Noel. Ông giả Noel. Ông giả Noel nhiều tiền. Mọi người đợi em quẩy vớ. Ông giả Noel. Ông giả Noel. Ông già đâu em. Quẩy quẩy quẩy. Quẩy quẩy. Ông già đâu em. Ôi lại đúng mừng. Ui. Đang cái lái thằng xe ôn này nó tát mình. Mày tát tao à. Găng tay đấm tao. Game này ghét em rồi. Găng tay đấm bấp. Găng tay đấm bấp. Găng tay đấm bấp. Ôi thôi thắm rồi. Game này là ghét em rồi. Ba Phương. Đây. Ôi, không kịp rồi. Ơ, nó vẫn hiện là E này. Thôi, còn ba mấy giây kìa, chạy vào trong đi. Game này là ghét em rồi anh ơi, em lại đứng hình rồi. Thôi từ từ, trước khi cáo đứng hình phải thịt 5.000 cái đã, không biết. Mười mấy nghìn kia là nó chết rồi, nó đi theo mà, không được xài đâu. Đấy, còn ngay lập tức. Thì nhanh thế thôi. Không phí tiền. Ôi, chỉ nhanh thế thôi. Đằng nào chả mất ôi, tiền. Vào trong đi, nào. Còn đây. 15 giây. Đánh ra. 12 giây. Cao thủ không bằng tranh thủ. Vào đi. Đánh ra. Tránh ra. Cao thủ không bằng tranh thủ. Chết rồi mất. Được cười. Nào. Hết giờ rồi. Ông ấy hết giờ rồi. Ông ấy dương 592 ạ.
Ôi. Khổ tôi. Ờ không, nó lại không. Đây rồi. Ôi trời ơi. Buồn cười. Tranh tủ cá chết thì lấy luôn chứ. Cái gì? 732 kìa. Ờ, cộng thêm được tí. Trời ơi. Được đấy, nghìn. Được hơn nghìn bảy rồi đấy. Được nghìn bảy. Chết một. Ây da, bà Phương 9000 mấy kìa. Lần này có vẻ map 1 thì không ấy. Map 1 thì bình thường. Ừ. Map 2 mới hay bị chết ấy. Ừ. Đó được rồi, hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục. Ok. Ừ. Con này vui chứ đúng không? Con này được, vui. Con này hay mà. Mấy ba... đúng. Ít 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 người. Anh có thể kiểm tra lại xem nào, em thử cập nhật lại rồi cập màn hình. Anh thấy lúc đầu anh cài con này anh cũng phải cập nhập. À, nó báo. Để báo driver quá cũ. Rồi thank you Phương nhá. Ok. Bây bà Phương ăn hơi nhiều đó. Bắn thẳng đầu. Hôm nay em bay em hơi nhiều đấy anh ạ. À? Đừng có nói vậy. Em mang hết em sẽ trả anh ạ. Đừng có nói vậy. Ồ không đập được. Định đập. Không đập được. Chắc là không mất máu. Nói chung là không mất máu. Hèn à đó, có mất chứ sao nhỉ? Sắp tự dưng vào rồi. Có mất 238 máu rồi. Có mất. Không đánh đồng đội có được tiền không? Lên tiền thì phải. Từ từ đã. My bad. Cũng my lên tiền. Bad, my bad. À không. Mất ít lắm. Mất ít lắm, thế này ăn thua gì? Đấy, chém cho đây. Đẫm máu nữa. Đây tôi đứng ngay bà chém này nó không mất tí máu vào luôn. Không mất. Thôi đủ rồi, cắt mau đủ rồi. Chết cười. Xem nào, ôi dồi ôi. À may quá mình vẫn còn trừ 45.000. Chứ không hơn. Chứ không lên thêm tí nào. 21. Không lên. Rồi. Ngon. Trời ơi. Để nghiên cứu xem. Rồi.